Mến chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Buổi chiều hôm nay em sẽ dẫn cả nhà mình đi tới một căn nhà rất là bí ẩn nha, ở Long An nha anh chị. Đây là có cả cây xoài nè. Và căn nhà bí ẩn này chứa đầy những cái gốc mai rất là đẹp mà siêu rẻ luôn nha. Chào anh Vinh Công Yên nha. Ôi, chào bà con. Rồi, chào chú Kinh nha. Dạ. Siêu rẻ mới là siêu rẻ. Nay bỏ thành thị về nông thôn luôn rồi. Dạ, về đây làm vườn dưới đây luôn rồi. Cái địa chỉ ở đây là ngay cầu Bà Giải ở xã Long Thành, Long An nha anh chị. Ờ, ngay cầu Bà Giải luôn. Ngay cầu Bà Giải nha. Quẹo trái là vô nha. Bữa nay rất nhiều cây mai. Ở đây chỉ là một cây mai nhỏ xíu thôi. Bây giờ mình ra đây lướt một vòng cho anh chị xem trước nè. Đó, căn nhà bí ẩn anh chị. Đó. Nhà lá. Ghê chưa? Đây. Đây, càng thấy căn nhà này thấy sao anh chị? À, chút xíu nữa báo giá cho anh chị xem hết luôn nha. À, bây giờ mình thử lướt một vòng xem có cái góc nào độc lạ không. Này, lướt vòng nha. Coi có cái góc nào độc lạ không. Đây. Bữa nay nhiều lắm nha, nghe anh Vinh Cao Nguyên anh nói là có 5 lô luôn nha anh chị. Mình xem một vòng trước một góc căn nhà này đi. Rồi, có cái góc nào mà vô mắt tầm mắt anh chị chưa? Nếu mà chưa nữa, mình khó tính quá nữa, mình bước ra đây. Đây. Trời ơi, căn nhà này dữ quá anh Vinh ơi. Nay định dọn về vườn ở luôn ha anh Vinh. Cái này dọn luôn, mới dọn lại cái vườn dưới đây. Đây cho gần nữa, ở dưới Bến Tre lên gần mà Tiền Giang qua Đồng Tháp lên gần. Dạ đừng nói anh mua luôn nha. À, đâu có nhiêu đâu cơ. Lấy mấy cưa rồi, cắt cưa rồi, đem xuống đây hết rồi sao. Ghê vậy ta, nay dọn xuống đây ở luôn dọn rồi. Dọn luôn nữa, làm gỗ đi dưới đây luôn mà. Đây là một cái lô nữa nha anh chị, đây quay sơ cho anh chị xem rồi. Lát nữa em quay kỹ lại cho anh chị mình tham khảo nha. Nó đi vòng rồi, quá trời luôn. Mời quá cưng ơi. À, quá trời luôn anh chị ơi. Ủa căn nhà này nhiều mai quá. Quá trời luôn. Căn nhà này nhiều mai quá. Này mới đem về nữa, ngát luôn. Mà giá này rẻ lắm nha cưng. Rẻ lắm từ, ha anh. Từ 300 ngàn trở lên. Ồ ghê vậy ta. Mà cái mời góc cây này, đẹp nha. Chị thấy cái hoành nó chừng khoảng 50 á. Ờ à, ghê không. Này. Em ơi. Lao ngoài luôn anh. Mình sơn mấy bộ đế thấy rồi có di chuyển nha. Chút nữa em quay cận lại thì xe mình chịu có gì đó. Ừ. Ở vô cái bên này nè anh. Đây. Trước khi mình vô đó xem cái quơ cho chị xem xung quanh căn nhà này mai chất đầy mai luôn. Ồ, đó, chất đầy mai luôn. Bữa nay báo giá hết luôn nha. Ồ, mai là mai. Đấy, quá trời luôn anh chị ha. Bạc ngàn luôn. Đó, bạc ngàn mai luôn nha. Đó, căn nhà này là quá trời mai luôn. Rồi, bây giờ hôm nay là coi như là có 5 lô ha anh Vinh. 5 lô y cái vòng tròn. Giá nó từ ba sĩ ha, 300 ngàn hơn ba sĩ ha luôn. Cụ đế rồi thấy đẹp không? Rồi bây giờ mình cái vô cái ba sĩ đầu tiên nha anh chị, cái ba sĩ đầu tiên, cái lô đầu tiên đó bao nhiêu cây anh? Nhiều lắm cơ, cái lô là mấy chục cây nữa mà cụ đế đẹp không à? Như cái cây anh đang cầm là này 300 ngàn này cơ. 300 ngàn hả? Ừ này 300 này là hết nè. Đâu anh xây em cái cây chật 300 thử coi. Đẹp lắm nha, nuôi lại sau này xây thử coi. Đó. Rồi xây thử dòng thử không anh, một cây thôi, một cây một thôi. Trời ơi, cây này ba sĩ, trời ơi ngon quá chị ơi. Một cốt giót ngọn cao 2m trên 2m nha. Cây này cao trên 2m, một cốt giót ngọn luôn. Trong đây hoành nó tầm khoảng cỡ 22. À, một cốt giót ngọn ha. Là ba sĩ. 300 ngàn một cụm này nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt cái cây đó là đế không nha anh chị. Là mai đế không nha. Mai đế không. Ồ, mai đế nở dánh chữ A mà đó, cộng của nó nè. Ồ, cộng to luôn nha. Anh Vinh để cái ngón tay vô cộng đế kìa. Đó, thấy chưa? À, bên kia nữa mới giữ, nãy anh xây bên kia ghê hơn nữa. Đó, nguyên cái cũ luôn anh chị.
Ba sĩ có bao nhiêu cây anh? Đây chắc mấy, chắc khoảng mấy chục cây cơ. Này dán trực nha anh chị. Còn cây anh bên đây là dán long nè. Đó, cũng ba sĩ luôn ha. 300 ngàn luôn, củ đới nè. Đó, 300 ngàn luôn. Rồi. Thì rồi nguyên lô đi cơ, giờ nhiều quá. Nguyên lô ha. Cây ship nhiều khi anh không có đường ship á. Từ từ để em zoom cho anh chị xem đây. Đó, cái cây đây, cái cây này cũng là ba sĩ luôn anh chị nha. Cây đó cũng vậy đi cơ. Rồi cái cây này cũng ba sĩ luôn. Đó, hoành nó trong từ 22 cho tới 25. Ba sĩ luôn. Rồi. Ở trong cũng ba sĩ luôn ha anh. Ừ, cái này cũng vậy đó, cái này cũng tà bá luôn, 300 ngàn. Cái này cũng ba sĩ luôn. Ừ. Ồ, ở kia em thấy có cái cây này nè, cái cây nè, anh nhìn thử trên màn hình nó cây này bao nhiêu sĩ. Cây nào cơ? Nè, cây trên màn hình nè. Đây, đó. Cái cây này nè. Cây chè hẻ ra không? Ba sĩ luôn ha. Hả? Cây này nhiêu? Cây đó nếu mà lấy nguyên lô hết luôn à, cây đó cũng ba sĩ luôn. Ờ, cũng ba sĩ luôn là trong lô luôn đó. Ôi, cái ủ thì ghê. Nè cưng. 300 không? Từ từ em quay trong đây trước. Ừ. Lấy cây này anh coi cây này bao nhiêu tiền nè. Cái này trong lô này cũng ba sĩ là hả? Ờ đúng rồi. Cái này cũng ba sĩ luôn. Trời ơi, cũng lớn không? Cụ đơm xuống luôn. Rồi cái này anh, cái này trên màn hình nè. Đâu? Cái này trên màn hình. Nè, thấy nè, anh lại gần đi. Nè, cái đó không? Ừ, ừ, đúng 300. Ba sĩ luôn. Trời ơi. Hết nói luôn. Nguyên cụ đấy. Ờ để em quay tiếp. Cái này anh. Ừ, cái đó. Cũng ba sĩ luôn. 300.000 luôn cái đó, 300.000 luôn. Ừ, cây bự gì cũng ba sĩ luôn. Con gắn ha, con rồng quấn vòng. Không, cây phía sau nè, cây chật phía sau nè. 300.000 không? Cây phía sau nữa. 300 luôn. Cũng 300 luôn. Ừ. Ôi giời. Đó, dán chật, dán lông rồi. Rồi. Để coi có dán thú không? Ủa cái cũ này chắc bự quá. Cây này bao nhiêu anh? Cây này. Cây nó bự hơn chứ khoảng. Cái này lâu khác phải không? Lâu khác. À, lâu khác. À, cây nó bự quá lâu khác. Còn ở trong kia anh Vinh coi cái này thử anh Vinh. Nè. Mấy cây này nhiêu? Mấy cây trong đó là bự như vậy là 2 triệu cơ. Không, cái này nhỏ mà. Ờ nhỏ hả? Cái này hình như cỡ 1 triệu á. Cái này nhỏ mà, cái này nè. Nhỏ nữa thì 300. Cũng ba sĩ luôn á. Ừ. À, ba sĩ luôn anh chị tại em ăn zoom á. À, ba sĩ luôn cái nguyên khu cụm này ha. Ừ. Còn máy đế không anh chị ha? Máy đế không? Máy đế không ba sĩ. Mấy cái này là mình ship rồi mình mấy cái này bao sao anh? Hả? Bao sống như thế nào? Bao sống hả? Bao sống bao lâu? Hả? Mấy cái này anh mới bún nè. Mới về. Ừ. Là ba sĩ lô thứ nhất á, qua lô thứ hai đi. Cái này cũng ba sĩ đúng anh? Đúng rồi cơ. À, ba sĩ à. Ok. Hôm nay là nãy giờ là đang báo giá sĩ nha anh chị. Phải không? Giá sĩ là từ bao nhiêu cây anh? Đây cái lô này thì anh cứ gom ra đi, 300 ngàn nhiều lắm. À, ý là phải bao nhiêu cây mới lấy anh giờ chưa biết nữa. Mấy chục cây á. Ý là nói chung là mấy chục cây á, ý là mua mấy chục cây mới được cái giá đó. Đúng rồi. Là mấy chục. 10 hay là 30 hay là 50. Chắc này trong cái cụm này khoảng 30 cây trở lên. À. 30 cây có nhiêu đâu, cây 300 ngàn thì 10 cây có nhiêu. 30 cây thì có mấy triệu, có 9 triệu hiểu không? À vậy là 30 cây tính giá sỉ phải không? Ừ, 30 cây trở lên chứ không dưới 30 cây. Rồi 30 cây tính giá sỉ ha. Ừ. Rồi còn nếu mà về mua lẻ lại đây mua lẻ được không? Anh mua lẻ thì giá nó cao hơn. Thì lại đây mua lẻ chợ tự giá về được. Đúng không? Rồi, tự giá về giá cao hơn ngay chỗ này luôn nha. Ừ, giá gấp đôi không? Cứ đọc lại cái chỗ này đi chỉ cho anh đó, giờ anh giờ đi điểm bài giải luôn rồi. Ngay cầu bài giải cái gì em để cái Google Map cho anh chị tới tìm cho dễ. Ừ. Còn không biết nữa là cái liên lạc số điện thoại 0913 838 949. Rồi đó. Đó, xin liên lạc mình rồi Zalo luôn á. Mua lẻ cỡ gấp đôi, có gấp ba không anh? Thì gấp đôi chứ, gấp ba chết luôn á, giàu luôn. Rồi đó. Đó, cái lô thứ nhất nha anh chị, rồi qua lô thứ hai 5 sĩ đâu anh? Cái lô 5 sĩ đâu? Đây. Rồi, 5 sĩ là bao la, là hoành lớn không? Con tả cái hoành. Đây. 500 ngàn. Rồi lô 3 sĩ, cái lô 5 sĩ thì hoành nó tầm 25-30. À là nói đa số là hai mấy nhiều ha. Hai mấy 30 nhiều. Đó, 25-30 nó tầm khoảng cỡ đó anh chị. Đó, tầm khoảng 100 cây không anh? Hơn cái lô này tới 400 cây đó. À cái 400 lô... cây mà vô rút 50 cây rút ngang gì này kia không? Chứ không có cho lựa. Nó dụng cụm nào lấy cụm nấy đếm vô vậy thôi. À đó cái 500 ngàn. Cái này thì chưa khai thác đế anh chị. Ví dụ như đây cái cây này không có đế, 5 sĩ đúng không? Cây này không có đế hết trơn, tại vì quấn vậy cho nó bứng gió lẹ nè. À. Đó, cây nào không có đế này thấy anh coi thước không, đo thử một cái. Đo thử một cái. Nó đều đều nhau cái lô một lô đó mà. 5 sĩ anh chị. Đo gì tốt dưới 100 triệu đó.
Rồi đúng 30 luôn anh chị ha. 31 và tính 30 nè. Còn xích trên đây là nó 27. 27 căn thức, cứng nhắc luôn. Mới đo đầu tiên không có gian đâu. Rồi cái lô này có cây nhỏ anh chị, có hai cây nhỏ nè. Mấy cây nào mà nhỏ quá thì mình tặng luôn. À, cây nhỏ tặng luôn ha. Tặng chứ mình không có điếm vô lô luôn. Tính từ 25-30 đi, nó tầm chỗ đó đi đó, ha. Đó thì từ 25 trở lên đó. Thì mua cũng từ 30 cây là tính giá sỉ đúng không anh? Cái này bự quá, cái này ba mấy cho anh luôn, cái này đẹp luôn nè. Đúng không? Đúng rồi kìa. Từ 30 cây trở lên là tính giá sỉ luôn anh chị. Cái vàng năm sỉ này là chưa khai thác đế ha, nhưng mà thấy cũng có đế có cũ anh có, chị có ha. Có hết luôn rồi, cây nào cũng có. Chiều cao trung bình của nó từ 1,5 tới 2 m ha. Quay cho anh chị xem vài góc nha. Cái lô số 2 nha. À, 5 sỉ. Đó. Có cũ hết nhưng mà chưa có khai thác nè. Đấy. Anh chị thấy nó nở dách không? Nở cũ không à? Trời cái nào nó cũ. Khai thác cũ vẫn nở đó. Cũng một thứ đó Vinh. Ừ rồi. Mấy cây trong bự không kìa, thấy không? Đâu cây nào trong vách khai thác cũ rồi đâu? À. Đâu? Đâu? Là bên đó ha anh? Hình như chưa chở. Đâu chở rồi sao đó? À đây. Đây con. Rồi tiếp tục cái lô số 2 nha anh chị. Cũ lô số 2 là cái lô này đã alo. Khai thác cũ lên. Trời ơi cũ kìa. À. Có thấy rồi mà quên. Đó, khai thác lên thì nó sẽ có nhiều cây nó sẽ được đế giống vậy. Để rồi, lực rồi. Ha. Ai mua ta? Săn thuốc luôn ha. Nè, à, để lực ha. Rồi, ok. Ok. Đó, để lực ha anh chị. À. Cây nào có đế đó. Đó. Cái này mình mua sỉ nhưng mà được lên chọn anh. Hả? Được lên chọn không? Cắt khúc cơ. Cắt khúc hả? Còn mà đụng mấy cây nhỏ này là tặng, hiểu không? Mấy cây nhỏ này tặng ha. Ừ. À. Mấy cây này hoành cũng cỡ 20 đó anh chị. Rồi nguyên khung này là cho lô số 2 hết. À, giá là 5 sỉ nha anh chị. 5 sỉ. Dài lắm. Chi cành có chi cành ha. Cành đẹp không anh? Khủ đế đẹp không? Rồi giờ qua lô số 3, giá tầm nhiêu anh? Số 3 giá hay 1 triệu có không? 1 triệu có, 1 triệu là phôi đi trong đây cơ. Rồi mình tính 1 triệu trước đi. 1 triệu đi. Cái lô số 3 là 1 triệu đi. Từ lên đi. Ừ. À, lô số 3 mình lại vô căn nhà bí ẩn nữa. Bí ẩn. Nào một sỉ một chai là cái nào đó anh? Chai từ này là con tượng này. Nó vô luôn kìa. Hết luôn hả? Hết nguyên này không? Hay là chỉ ba hàng đó thôi? Hàng này với hàng bên kia còn chừa hàng lớn thì gọi. Hàng lớn này giá nó cao hơn chút. À chỉ có chừa hai hàng lớn lại còn ba hàng bên này với ba hàng bên kia là 1 triệu hết. 1 triệu. Đây, bây giờ em quay cho anh chị xem đó. Cái hàng 1 triệu nha. Đẹp luôn. Ừ, để tứ diện ha. Hai cái đấy được nó tới. Mình đi một vòng lên nha. Ừ, đi vòng cái đó. Đây, ba hàng. Anh chị nhìn kỹ ha. Tại vì quay lô thì em quay chậm sơ. Anh chị muốn gõ chạy lên trên tay cái. Nói chung là bảo đảm có mua được. Lên thấy hình thấy ngoài còn đẹp hơn nữa. Tại coi trong hình nó không có. Đó, hoành trung bình cái lô số 3 này từ 25 cho tới trên 30 luôn. À, nhưng mà có chi cành lực để lật luôn ha. Dán trực cũng có mà lắc lượng cũng có luôn. Nó là ba hàng ha. 1 2 3. Còn hai hàng này mình tính sau. Rồi. Rồi qua cái ba hàng bên này. Bên này chắc để lộn. Để lộn ha. Để vậy mình kéo đây thôi. Anh kéo cái nào mà lộn mình kéo qua đi. Nè. Còn cái này dễ hơn. Cái này nhanh nhỏ. Đâu cái nào mà 1 triệu là anh lấy đây. Nè, đây 1 triệu thôi. Triệu là thế nào? Một đây một khúc này vô nè. Rồi cơ. Là có một hàng đó phải không? Ừ, có hàng một à. Nó có ờ, bên này thì chỉ có một hàng thôi. Rồi. Ờ, đúng hàng chưa? Bây giờ em quay vô nha. Rồi. Là từ đầu đây là 1 triệu đúng không? Ờ, đây vô 1 triệu. Đây, hoành của nó tầm khoảng 30 nè anh chị.
28-30 hoành. Rồi cái hàng này ha, dán lắc lượng hai dòng luôn kìa. À, mấy form bên này. Còn này là cái này mình cho giá 500 đi cơ. Là mấy cái này thì 5 xị đó, ừ, giống ở ngoài kia đúng không? Ừ, y ngoài kia đi. Mở lô này lắc lượng, còn cái bên này là 5 xị. 5 xị nè. Là trong cái lô thứ hai á, nằm trong lô thứ hai ha. 10 16 20 22 cây. Rồi 22 cây này giá 500. 5 xị. Ừ, mấy không. Rồi cái lô số 3 1 triệu là còn nữa không anh? Lô số 3 là có một hàng này. Với ba hàng bên kia là bốn hàng. Ừ. Còn đúng không anh? Ở ngoài còn không? Ở ngoài còn cái gì mà lên tới đây đi, coi đi dễ. Còn anh con quay cái máy tàn. Không, phải cái này cái lô này lô lớn nè. Nhưng mà giá 1 triệu hết chưa? Mình quay theo giá cho hết luôn đi, đủ luôn đi rồi. Rồi mình qua cái lô tiếp theo. Một. Ở đây còn không? Không. Hết rồi đúng không? Hết rồi. Rồi mình qua cái lô tiếp theo, lô số 4 đi ha. Số 4 đi. Số 4 là bao nhiêu anh? Lô này ha. Số 4 cái lô này 2 triệu cơ. 2 triệu. Góc nào nó trình bành 40 hoành luôn. Nó từ 35 cho tới 40 anh chị ha. 35 tới 40 hoành. Có đo cái này nằm lúc ở ngoài đo lúc ở đây luôn. 38 39 hoành. Ừ, đo lúc ở đây nha. À. Còn đo đây bự nữa. À. Nó đều đều nhau hết á. Nó tầm 40 hoành. 35 tới 40 nó trong khoảng đó anh chị. Ủa, ha. Cây bên đây bự. Này được hai hàng này đúng không anh? Hai hàng này thôi cơ. Giá 2 triệu cơ. Đấy, ghê. Ừ. Mấy cái cây kia nó bự kìa. Cái bầu nó tầm khoảng gần 60 nha anh chị. Bự sao không? Cái bầu 60 á. Anh đo thử cây bên này nhiêu. Ừ. Giá 2 triệu. Này chắc được gần 40 quá. Cái nào cái này hả? À, 39 luôn rồi. Bao nhiêu anh? 39 40. Đó, 40 luôn. 40 hoành. Chính xác rồi ta. 40 hoành. Giá rồi hàng... từ 35 tới 40 hoành là cái hàng hai hàng này anh chị là giá 2 triệu, 2 triệu ở ngoài còn không anh? Còn chứ. Đâu 2 triệu ở ngoài đâu. Nè, nguyên cái lô này cũng 2 triệu nữa. Ba hàng luôn hả? Ừ, ba hàng luôn. Rồi, hồi nãy hai hàng trong kia bên này rồi, mà có cái này nó bự khủng quá luôn. Ba hàng nữa ha là 5 hàng ha. 2 triệu có 5 hàng ha, cho tôi. Có một cây là bốn mấy hoành nè. Anh đo luôn cái cây thử bốn mấy. Cái này bự quá nè. Cao 2 mét ha. 100-108 đi. Này chắc cũng 40 luôn á. 42. 42 rồi. Con này đó là 42 á. Quá bự luôn. Mà đo xích dưới bự nữa. Rồi cái lô số 4 có đang là có 5 hàng ha. Quay chậm chậm cho anh chị xem mình ngắm ngắm từ từ ha. Hai triệu còn cái nào 2 triệu đúng không anh? 2 triệu còn nhiều hơn đây nè, qua đây đó. Còn mấy cây nhỏ nhỏ này là mình rút ra 1 triệu nha, chứ không phải để đây cơ. À, dương gom lại đó, gom rồi, đó 1 triệu. Mấy cây nhỏ này 1 triệu. Yeah. Rồi qua tiếp cái lô đâu anh? Đây cơ. Lô 2 triệu đây nè. Nguyên hai hàng nè hả? Hết rồi, mấy hàng này 3 hàng, 4 hàng đang giờ luôn. Cái kéo dài luôn, không? Đi dài làm sao coi. À, rồi nguyên cái hàng này là 2 triệu hết ha. Nó đều hết luôn á. Máy tàn nha. Này hoành 35 đến 40 luôn á. Đẹp ghê không? Quá trời mai luôn. Nó cứ ghé đây lựa dễ hơn, con hiểu không? À. Lát nữa mình... sao mình gom được cái đường nữa. Cái này là tặng không à, anh Vinh? Hả? Cái này tặng phải không? Cái đó quá đẹp luôn, cái đó u đế ghê. Cái không? Này tặng phải không? À, ghê không ghê. Đó. 2 triệu cây, 2 triệu cây. 2 triệu. Đó, quyền lô vậy, lấy quyền dây vậy hết. Để VIP luôn nè anh chị. Đấy. Giá này là khá là rẻ hợp lý đó anh chị ha. Đó nguyên cái cục bề đế, cái
cái nồi đới ngay cái bầu đó là ngay tầm khoảng cỡ 60 đó, hoành nó tầm khoảng 30 thôi. Này đế sổ nè, này cũng 2 triệu luôn ha anh Vinh. 2 triệu luôn cơ. 2 triệu. Còn mấy cây bên này hồi nãy là trong cái lô 300 ngàn phải không? Nó nằm thuốc trong cơ. Còn cái lô ngoài thì giá. Cái lô 300 ngàn kìa. Ôi ôi, lô 300 ngàn kìa. Thả không? Còn lô ngoài đây, dù mấy cây về cũng... Cây này cũng 2 triệu luôn hả? 2 triệu nè, nó cái tàn đẹp luôn. Cây dán trực anh chị ơi. Nói chung 2 triệu nhiều lắm. Mà tàn không lử luôn á. À, cái 2 triệu quá đảo nè. Đế kìa. Đế nó đã không? Oh, quá trời bộ đế luôn. Cái này cũng 2 triệu luôn ha anh. Không, cái này bự lắm, cái này bự à. 40-50 mà. Cái này giá 5 triệu. 5 triệu ha. Một lô nó cái một lô nó sao đi? Khoảng gần 10 cây. Nè, tôi bước lên coi. Cái lô đó mình tính sao đi? Tính cái lô 2 triệu trước đi. Này 2 triệu vòng ở đây luôn cơ. Này cũng 2 triệu luôn ha anh. Ừ. 2 triệu hết lô. Ở bên này dưới đây 2 triệu luôn cơ. Dưới đây cũng 2 triệu luôn. Ừ. À, 2 triệu luôn. Ừ, cái này cái cũ quái luôn kìa ơi. Ừ, cái này quá đẹp luôn ha. Vậy. Mà cái nhánh này nhỏ xíu à. À. Nguyên mà đế đẹp luôn. Ủa, cái này cũng đế ghê vậy. Dạ, có con thú luôn nè. Thú chân trước kìa. Thú đủ chi luôn á. Thú đủ chi luôn. Dư nữa đó, về làm lại là dư chi luôn. Đủ chi mà chi hơi nhỏ thôi, nhưng mà có nó tàn ha, về nuôi lại ha. Nuôi sao cũng nhỏ, chi sao cũng nhỏ thì nuôi lại. Cây này là một cây tiềm năng về cây thú anh chị ha. Nó 2 triệu ha anh. 2 triệu luôn kìa. Ồ, cây thú vậy nó 2 triệu à. Tàn nó 1 mét luôn á. Nhiều quá cưng ơi. Phải cầu xin anh chị đâu chia sẻ cái clip này rộng rãi lên giúp mình cái, giờ nhiều lắm rồi. Cây thú làm 2 triệu à. Quá. Rồi mấy cây này? 2 triệu luôn nè, cái đế nè, cầu luôn cái này, cái cây nè. Cái cũ nè. Quá trời quá đất ha. Thấy bệnh hoạn luôn. Nè 2 triệu luôn. Ừ. 2 triệu hết luôn nha anh chị, 2 triệu là tầm khoảng bao nhiêu cây anh? Hả? Mấy chục cây á. Mấy chục cây, bên này là khác phải không? Ừ. Nói chung là cái này lựa, ví dụ lựa 10 cây, 20 cây cũng được á, mà lựa không có lựa cắt ngang nha. Đếm tới thôi chứ không có lựa chọt qua chọt lại. Nếu mà lựa chọt qua chọt lại thì giá mắc hơn xíu. Mắc hơn nó khó rồi hiểu không? À, thì cứ chớp mắc hơn xíu cũng được. Đó, còn này cứ cắt ngang là cái nào có lấy cái đế ớt hầu không? À. Hên xui á. Ừ. Cứ có ngon có dở, cứ đếm tới 10 cây trở lên là lô. 10 cây, 20 cây trở lên. Ví dụ mình lấy số lượng nhiều nữa là mình bao ship luôn cơ. Nha, bao ship 100 cây số vô lại. Bao ship 100 cây số luôn. Mà lấy nhiều số lượng nhiều nha cơ, chứ lấy 10 cây 20 cây là mình không có bao ship được. À. Lấy số lượng lớn á. Anh Vinh xây cái này qua thử coi anh Vinh. Nào cơ. Cái này nè. Qua nổi không anh, qua nổi không? Cây ba sợi nè, trong cái lô ba sợi đó ai dứt cái lô ba sợi là lấy được cây này nè. Cái này ha. Đó. Ôi ôi. Quá dạ. Cái đẹp nha. Cây này quái luôn. Đó. Ủa đấy. Đẹp nha. Ở trong kia có con cây đẹp lắm kìa anh Vinh. Nhiều lắm. Kìa. Ừ. Đó, cây đó chu đích luôn, có cái đuôi luôn á. Có cái chồng nữa kìa. Cây này có cái đuôi nữa nè. À. Nó cái đuôi dài thòn ra thấy không, hai bên chu đích ra. Ừ. Đó. Rồi nãy giờ là 4 lô rồi đó anh chị. Còn lô số 5 của anh. Lô số 5 này gần cây bự nữa. Cây này đó, cây này bự. Cái này xù, trước xù đây. Luôn nè. Ở cây đó luôn đi. Xù luôn. Lô số 5 cây lớn anh chị ha, cao trên 2 mét hết ha. Rồi đó luôn anh. Tầm khoảng 4 trên 40 hoành à. Xù. Xù luôn. Rồi hoành 48 luôn coi. 48 hoành. 48 hoành. Cây này chắc đo xác đây chắc hoành lớn á. Rồi. Cây này 60 hoành nữa. 60 hoành nhưng mà anh đo dính cái đấy cái rồi. Cũ này bây giờ đo cũ rồi. Cái đó tính anh tính cành cũ rồi. Ừ. Tâm chịu quá. Này 48 hoành nè. Này nó cái cũ nó bự quá kìa anh. Ừ, cũ quá bự luôn. Cũng nó phải 60 rồi. Chân cành đều hết nha cưng, chân cành cắt ra để ngày mai cắt hết rồi tỉa lại. Mới về. Nắng quá.
mai nó dọn lại hết, cắt lại hết. Sáng cắt sớm nha anh gì. Xuống lá. Rồi mới có 2 cây à, tiếp luôn anh Vinh, cái lô số 5. Số 5 nhiều lắm luôn nè. Đây. Nào. Đó. Đây nè, cái bự nè. Cây này cũng vậy nè. Cây này luôn ha. Lô số 5 là có bao nhiêu cây anh? Lô số 5 tàn lớn trên 3 mét à anh chị ơi. Lô số 5 này tàn 3 mét không. Đó, đó, đó luôn cơ. Cái này luôn ha anh. Cái đó luôn cơ, cũ 5 triệu luôn. Phải không? Ừ. Quành eo cây này tầm khoảng cỡ 35 à, 30 32 à. 32. Nhưng mà cái cũ thấy hết hồn luôn ha. Ừ. Cũ nè, hết hồn luôn. Giá 5 triệu luôn. Luôn cái bự này chà bá này luôn 5 triệu luôn nha cơ. Cây này giờ ghép là cũng ngon luôn á, hoặc là để riêng nha. Chi đều hết ha. Chi đều. Cây đó kìa, ghép ơi cũng vậy nè. Đây cũ không anh chị ha. Đó, cũ một, không ha. Một chục cây, cây có 50 triệu. Cái nào mấy có lấy được không? 5 triệu một cây. Đó. Ừ, đúng. Đây. Đó, nó cây này hớn hồn không? Rồi có một cây thú ha. Ừ. Đó, cái này nè, nhìn thấy không? Đó. Cây mới bứng thì coi như là lá tuốt hết rồi, cũng không xem được gì đâu anh chị. À. Cũ ha. Cái lô số 5 ha. Nếu mà lên mà lựa lung tung cao hơn giá gốc tầm khoảng 20% không anh, hay là tùy theo đó, tùy theo đi, mình nói tùy theo đi chứ giờ mình không nói. Đó, tùy theo cây đi ha. Bự cây cũ. Còn cây dừa là giá 2 triệu, nó có như cây dừa trong 2 triệu không? Cây này 5 triệu luôn ha anh. Ờ cây này 5 triệu luôn. Ôi ôi bự quá, đo thử coi. Khủng. Mình khủng ha. Rồi 50 đúng luôn. Đúng 50 hoành luôn. 50 hoành luôn. Còn cây ở kia là 3 xị hay là mấy xị anh? Đâu kìa. Phía sau nó đó. Cái này là 3 xị, 3 xị ở trong kìa quá trời á. Trời ơi cái này 3 xị luôn hả? Cái này hả? Không cái sao bít cái nè. Ờ cái này nè, cái này 3 xị. 3 xị luôn kìa chị, để đẹp vậy mà 3 xị luôn kìa. Ừ. Rồi không? Còn mấy cái cây vừa vừa. Anh Vinh, Vinh xây thử cái cây đó thử 3 xị thử xây thử cái anh Vinh. Đàn đẹp lắm. Cây vậy mà anh bán 3 xị á. Cũ đó không? Bên kia đẹp không anh? Hả? Bên kia đẹp không? Đẹp 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 không? Nè. Ôi đấy ngon bốn. Đẹp luôn. 3 xị à? Ừ. Ôi. Còn mấy cây bên đây vậy là cũ bự vậy là 2 xị nha các ơi. 2 chai nè. Đó 2 xị. Hai chai nè, nè con. À. Đó, cây bự bự luôn. Êm luôn á. Chịu. Quá đã luôn ha. Quá đã luôn, cái lô này đã rồi. Trời ơi cái cây này 3 xị tưởng tượng nổi không? À. Ghẻ quá anh Vinh ơi. Đây nè con, 300 nè. 3 xị luôn nè. Đó. Cái này 3 xị luôn hả? Hả? Không cái đó hơn chút. 5 xị được. Cho anh lấy lại chứ. Này con. Đó, cái này 5 triệu luôn. 5 triệu. Cái kia 5 triệu luôn. À. Lô của nó hết. Bữa nay chắc khoảng nãy giờ mấy trăm cây rồi đó anh chị ơi. Cụ đế thì ghê không? Nãy giờ quay mấy trăm cây rồi đó. À. Rồi qua bên cây bên này. Đó, cây đó cũng 5 triệu. 5 triệu luôn. 5 triệu. Cây này 5 triệu luôn. Ừ. Ừ. Rồi đó cái cũ này thử anh Vinh. Bốn mươi tám hoành hả chị? Nguyên khu này toàn là mái đế không nè ha. Đó, đế không. Đế không. 35 hoành. Đế không. Ok mình nó cũng đế không luôn. Quá dữ luôn rồi anh chị ơi. Thôi dữ. Nãy giờ cũng khá nhiều rồi đó. Anh chị mình xem kỹ lại rồi alo là anh Vinh ha. Mình lên đây mình lựa luôn. Lên đây lựa luôn đi. Lên đây lựa luôn. Đó giờ nhiều lắm. Anh chị nào. Đây mình đi cách anh Vi. Để em ở ngoài bản đồ Google Map cho anh chị xuống đây nha. Ở ngoài kia ở ngoài đại lịch sĩ mình vô tới chỗ quán Vi là kêu ăn gì anh Vi? Xã Long Thuận hả? Ấp 2 hả? Ấp 2 xã Long Thuận. Rồi để em cho cái bản đồ Google Map bấm cái tới luôn. Quán cà phê của anh Vi. Rồi. Cũng để đó một mớ cây nữa. Cứ ghé cây đó coi tiếp đó, coi đó trước rồi xong xuống đây. À. Hai chỗ luôn coi. Rồi cái clip này mình tạm kết thúc ở đây đi. Cho bà con số điện thoại đi anh Vinh ơi. Số điện thoại là 0913 838 949. Với một số là 0913 839 939.
xin bà con có gì ủng hộ cho Vinh nha. Bây giờ nhiều cây lắm, mình lấy ở đây nhiều lắm. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong clip tiếp theo.